anh về nhà ngay cho tôi. Về ngay. Có chuyện gì mà em gọi anh gấp thế? Ôi giời ơi, anh xem đây là cái gì? Anh còn hết tiền anh mua đi Hòa về làm gì? Hai vợ chồng đã bảo là tiết kiệm tiền từ gần Tết phải sắm Tết rồi mà anh. Em cứ bình tĩnh nào, không phải điều hòa đâu, máy sửa đấy. Máy sửa nào? Đây là máy sửa à? Đây điều hòa cho máy sửa à? Em cứ bình tĩnh ngồi xuống đi, anh chỉ cho em nghe. Máy sửa anh? Nào anh được dùng bao giờ đâu mà biết. Đúng rồi em, máy sửa đấy. Để anh nói cho em nghe. Đây là máy sửa gốm keramic, tiết kiệm 50% điện năng, hiệu suất làm nóng nhanh và không có đèn pha sáng, giúp vợ chồng mình ngủ ngon giấc hơn. Em cứ yên tâm là đến nay giờ đi em sẽ đẹp ngon giấc. Mà cái này model gì đấy anh? Cái này là CH2500. CH2500 ạ? À? Đúng rồi. Mà thôi, không có máy sưởi máy sủi gì hết. Bạn em á, mua máy sưởi thấy bảo là bị khô da lắm đấy. Em yên tâm, máy sưởi này đã khắc phục được hết tất cả các nhược điểm của cái dòng máy sưởi như bạn em nói. Không khô da, không đốt cháy oxy và làm ấm nhanh. Thế ạ? À? Đúng rồi. Thế thì cũng được đấy. Mà cái này dùng dễ không em? Sử dụng nó giống như điều hòa? Đúng rồi em, sử dụng rất dễ, giống như điều hòa, có điều khiển từ xa. Điều khiển á? Đúng rồi, em có thể lựa chọn đặt các chế độ hoặc nhiệt độ theo như ý em muốn. Ừ, anh này, máy này vừa nhỏ gọn mà lại hữu ích nữa. Chuyện, anh chọn cho em mà. Ừ, à, thế bây giờ vợ chồng mình phải tính xem là lắp đặt đâu cho hợp lý nhỉ? À, em thích phòng ngủ hay phòng khách? Ừ, thế mình phòng ngủ nhá. Ok em, để anh gọi điện cho đội kỹ thuật của hãng sang lắp cho mình. Ồ, có kỹ thuật lắp đặt hỗ trợ cho mình anh? Có chứ em. Thế thì còn gì bằng.